Bình Dương sẵn sàng tiếp nhận gần 4.000 người cách ly. Gần 4.000 người từ vùng dịch trở về Việt Nam sẽ được chuyển về các khu cách ly tập trung tại Bình Dương. Ngày 30 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với các sở, ngành chuẩn bị các khu cách ly tập trung với đầy đủ cơ sở vật chất để tiếp nhận kiều bào, du học sinh và người lao động từ nước ngoài trở về Việt Nam. Theo lãnh đạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, Ban chỉ huy lâm thời phòng thủ dân sự quân khu 7 đã giao cho đơn vị này tiếp nhận 3.850 người trở về từ những vùng có dịch để đưa về các khu cách ly tập trung tại tỉnh Bình Dương. Hiện đơn vị đã chuẩn bị nơi ăn trốn nghỉ, sinh hoạt bảo đảm phục vụ cho 3.912 người. Các điểm cách ly tập trung tại Bình Dương là Trường Quân sự tỉnh Bình Dương, Trường Cao đẳng nghề Đông An thành phố Dĩ An, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Singapore thành phố Thuận An, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến trường trung học phổ thông Ngô Thị Nhiệm, trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương Cùng ở thành phố Thủ Dầu Một, trường chính trị tỉnh Bình Dương, ban chỉ huy quân sự thành phố Thủ Dầu Một Cũ và khu nhà ở xã hội BKMX Mỹ Phước Thị xã Bến Cát. Bắt đầu từ ngày mai 31 tháng 3, điểm cách ly tại trường cao đẳng nghề Việt Nam Singapore, trường quân sự tỉnh Bình Dương và ban chỉ huy quân sự thành phố Thủ Dầu Một Cũ sẽ tiếp nhận 500 người đầu tiên. Sau đó, các địa điểm cách ly khác sẽ lần lượt tiếp nhận người cách ly theo lệnh điều tiết từ quân khu 7. Các điểm tiếp nhận phân thành khu vực dành cho nam, khu vực dành cho nữ và khu dự phòng. Trước khi tiếp nhận người về cách ly, các địa điểm cách ly cũng phun thuốc khử trùng nhằm bảo đảm tốt công tác tiếp nhận. Và điều kiện cách ly phòng lây bệnh hiệu quả. Đặc biệt, các điểm cách ly còn bố trí phòng cách ly đặc biệt. Bố trí giường y tế và trang bị một số thuốc thông thường. Để chăm sóc sức khỏe cho người dân tại chỗ khi mắc một số bệnh thông thường. Nếu xuất hiện trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở nghi ngờ nhiễm COVID-19 sẽ thực hiện cách ly đặc biệt. Ngoài ra, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh còn phối hợp với Sở Giao thông vận tải chuẩn bị sẵn sàng 10 chiếc xe loại 29 chỗ đến 45 chỗ chở người về nơi ở sau khi hoàn thành cách ly 14 ngày. Hãy viết đôi điều về video này dưới phần bình luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại